Thưa sư phụ, hôm trước có một cái em tên là Ryan Nguyễn ở bên Việt Nam á, đưa lên mạng hỏi sư phụ câu gì đó mà con không có nhớ, nhưng mà ở trên cộng đồng mạng chửi em đó rất là nhiều. Xong rồi con hỏi câu gì nói gì á con quên rồi, nhưng mà chửi em nó nhiều lắm. Thì con mới vô con mới nói là tu là từ bi nhĩ xả đó, em không hiểu thì em hỏi, mình biết thì trả lời, không biết thì thôi, đừng có chửi em vậy tội nghiệp. Xong rồi những người khác vô thì mới nói là chị đó nói đúng á, mình tu mình đừng làm vậy. Thì bữa hổm cách đây mấy ngày á, em mới nhắn tin cho con mới nói là em không biết nên em lên em hỏi như vậy đó, giờ em về em nghĩ chắc em có lỗi cho nên là em nhờ chị lên gặp sư phụ xin lỗi giùm em. Là cái em nói tên Ryan Nguyễn, là thường xuyên theo dõi cái kênh của sư phụ, nói là con hỏi là em có lấy họ tiên chưa, thì em nói là em lấy rồi, rồi em cũng làm hết tất cả những gì mà học được của sư phụ. Thì con mới nói là để chị lên chị nói với sư phụ em xin lỗi. Đó là em đã nhắn tin với con như vậy. Chị nhỏ như con thỏ. Vậy đó mà người ta lên người ta chửi em đó. Hay giờ tất cả đứa con của ông trời họ thiên, không có đừng có dễ sân si nha. Tại vì mình mới á, mình sân si á là mình vô tình là tạo nghiệp làm cho cha mẹ buồn á, hiểu không? Mình phải nhẫn nại. Hồi đã dạy rồi là phải nhẫn nại với người thân, nhẫn nại với người không hiểu mình. Một cái đạo mới ra đời nó rất là khó, không phải dễ. Muốn một cái nền móng mà lâu dài á thì cái nền móng nó rất là phải vững chắc và trong gai, khó khăn. Càng khó khăn lúc đầu thì sau này cái nền đạo nó mới bền vững, vĩnh cửu. Còn cái gì mà là bây giờ đâu phải ai cũng hiểu là ông trời là ai, tại sao họ thiên, thằng kiệt thôi mà tại sao lấy theo họ thiên, đại khái không có hiểu. Thì mình phải nhẫn nại từ từ để cho tự động họ vào cho họ hỏi sai, họ có nói nặng nói nhẹ cứ im, rồi sau này từ từ họ sẽ tìm hiểu. Cái quan trọng là bất cứ ai mà nhìn thấy cái tướng của giáo hoàn này á, người ta cũng coi là người bình thường, tại con người nhìn con người bình thường lắm. Nhưng mà con người mình, mỗi người có cái thần hồn, cái linh hồn khác nhau, cái chân mệnh khác nhau. Không có nên giận. Nếu mà ngày xưa mà Phật Thích Ca ngài có thần thông hơn là Thiên Tướng Kiệt này, đúng không? Tại khi mà ngồi ngồi thiền nhất cội bồ đề mà buổi sáng mà thấy sao mai á thì là siêu rồi. Mà Phật đi bộ hay Phật ăn uống hay đến lúc mà ăn nấm độc chết cũng như người thường thôi. Mà thời đó có bao nhiêu người hiểu Phật cũng vẫn bị nghiệp. Chúa thì thôi khỏi nói, để cho ổng ba cái đinh xong luôn. Thời nay mình thì mình quá phước vậy á. Giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Mở câu này mấy chục năm về trước, nó đâu có YouTube, nó đâu có Facebook. Cái mình mới hỏi mấy vị làm sao mà nó đi được khắp miền nước non. Ở Mỹ này người giàu nhất á, mà muốn biết cho cả thế giới biết họ đó, là họ phải tốn mất nhiều tiền á. Còn một ca sĩ mà tại sao thời xưa mình ca sĩ ít hơn thời nay? Không phải là ít mà vì là thời xưa mình không có cái truyền thông lớn như vậy. Còn hôm nay ca như dịch như Thiên Tướng Kiệt này á, cũng có nhiều người khen hay nữa nha. Bài Hương bỏ lại đó, mình ca lẽ ca cho nó có ý nghĩa thôi, vậy mà cũng có người khen hay. Cho nên ca sĩ cả thời nay là nhiều hơn thời xưa gấp chục lần luôn á, là nhờ truyền thông. Thì cái bài mà Kính Thiên á, nếu mà hôm nay mà không có nhờ Facebook, YouTube, chưa chắc mình độ được mấy chục triệu người á.
chưa chắc thế giới biết là mình đang ở vào thời đại tận thế. Cả thế giới cũng chưa biết hôm nay Phật Thánh Tiên đã chuyển về nước Việt. Họ cũng còn tưởng nó ở bên chỗ thành Mecca đó, của gì đó, Jerusalem hay thì bộ không có bị trái nữa. Không có, hồi xưa tao thích ở đó, giờ tao thích về núi Cấm rồi. Thì họ cứ đâu có hiểu đâu. Rồi cảm ơn YouTube, Facebook. Về đệ tử là ngồi tịnh tâm, thì không được thì cứ ngồi tịnh tâm, chứ đừng ngồi lo coi cái băng chương mục coi bữa nay nó có làm lộn số của tôi không, ngồi tính từ số hoài chết luôn á, tính kiểu đó là không có về trời được đâu. Nhìn rớt cái cục pin nghe không. Thì như mốt con phải dạy mẹ con nha, đừng có câu số tiền nó sẵn có hết đâu, chỉ cần tĩnh tâm ngồi thiền rồi như là trở về, giống như kiểu ông Edwin á, bây giờ ổng là đệ tử number one vô được là gọi là nhất thiền rồi, tại ổng nhìn thấy ổng bay được mà. Ở bữa ông kể là tôi biết ổng thấy tướng ông bự rồi đó, y chang như xưa cho bọn nói vậy đó, là ông đó tại vì tuổi gì già đó, nó giống như già quá trẻ mà. Thì lúc đứa nít từ 1 tuổi tới 10 tuổi nó ngồi thiền nó dễ nhập định lắm, về già này dễ lắm. Còn trẻ trẻ cỡ 4 mấy thì hơi khó, 3 mấy rồi hơi khó. Thiên Hữu Tài nói đọc thơ Đức Thầy đi, thì là ngồi tịnh tâm được rồi, nhiều khi nhìn thấy chư thiên rồi xuống trời. Ok, đọc bài thơ này nữa rồi mình kết thúc buổi nói chuyện này nha. Bài thơ này chủ yếu là mình chỉ nói lời của Phật dạy, đọc hoài mấy bài này nhưng mà lâu lâu một clip phải nhắc lại họ, tại nếu không nhắc lại tao quên. Nhưng những cái có ý nghĩa, những cái độ được đời thì đọc, chứ đây bảo đảm nghe hết rồi. Nhưng mà mình đừng tưởng mình nghe có nghĩa là 100 triệu người ta nghe. Quý vị có tin cái hàng khoa lắc hay là mấy cái tầm bậy tầm bạ sau biết Việt Nam để lên cái là 1 triệu người coi không, mà số người mà coi mấy cái đó đâu có người rảnh nào mà ngồi nghe mấy cái này. Mà hôm nay lỡ như nghe bài thơ này nó giật mình rồi sao, là nó được về trời. Chứ tối ngày lo ăn uống, lo nhảy cà tưng sao về nổi. Bài này của Phật, nó nói về đạo thiên tâm. Bài này bài bữa gây cấn ở Hòa Hảo, hôm nay đọc lại để thử ai mấy thằng và bác Châu Lan. Bài của Đức Thầy á, con nghe trăng tiếng gà gái sáng, để đến kỳ đã hạn ba thu. Ba thu ghi rõ ba thu, ấy là loài quỷ đến chu hạn kỳ. Cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ, tức là biển Đông á, cuốn đi lá cờ vàng, cờ đỏ sao vàng á. Cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ, bão tố chìm xóa bỏ cọng tay. Chờ xem vận mới đang xoay, búa liềm tự quỷ, tự thai búa liềm. Câu này mới là hay nữa không? Cuồng, mấy gì nói là cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ, tức là không có trận chiến Biển Đông giao Trung Cộng nó chia 5-7 thì làm sao mà cái lá cờ đỏ sao vàng thay đổi được. Đó, cái gì nói rõ luôn. Cái này là mấy đảng đồ gắn nghe này, nghe mấy đại ca, mình chỉ đọc thôi chứ là thiệt của Phật này, đọc cho mấy bộ chính trị nghe. Tại tuần rồi mình cứ đem bác Trọng mình hỏi ra bác có công có tội, cái mình đem bác Hồ mình hỏi đều tội hết.
này là sấm cơ đi hàng nghìn năm. Cuồng phong nổi sóng, cuồng phong nổi cuốn đi sóng rõ, bão tố chìm xóa bỏ cầm tay, chờ xem dẫn nước đang xoay, búa liềm tự hủy tự thai búa liềm, thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới con rành lúc được lúc thua, chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo chọc thầy chùa có đâu. Bây giờ mình nhân nhỏ này ai phân tích được ai là tên ngốc làm vua? Ông nghe lo không à, mấy vị đi để câu này làm gì? Này là của ông Trần Trình nói, nhưng mà Đức Thầy là cũng làm Trần Trình đúng không? Thì ngài lặp lại lời của ngày xưa, chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cầu chọc thầy chùa có đâu. Thầy chùa có đâu là thầy Thích Quảng Độ, là vị tăng thống cao nhất, ông có đâu. Còn Bác Trọng mình tự nhiên có tên là Lú. À, thì là lúc đó là dẫn nước nó thay đổi, là có những cái hiện tượng vậy đó, ý là sấm cơ mà là búa liềm tự hủy rồi thay búa liềm á. Thì Việt Nam giờ còn vẫn treo búa liềm đúng không? Thời mạc giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Bây giờ quý vị nghĩ kiệt không, mới dám xưng là thần hay là tiên còn cao nữa. Nhưng mà nó coi mình ra gì, 4 năm nay dư luận viên là dân đây hiện giờ cũng vậy, quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên, cũng như Đức Thầy cũng vậy. Mấy dư luận viên nói ô sao anh cứ nói tốt của Đức Thầy, chúng tôi giết ổng lâu rồi. Phật mở rồi giết thì giết là hay quá. Anh không mong Bác Hồ sống lại, Bác Hồ còn đang ở Lăng Ba Định, chỉ cần Bác Hồ sống lại mới cứu nổi dân tộc. Bác Hồ không biết nghĩ Bác Hồ sống nổi không ta. Ở trên mấy vị nói á, là kêu Kiệt lên đài nói á, là nước Việt Nam mà khôn ở trong lúc này đó, người nào mà làm Gorbachev á mà thiêu xác Bác Hồ, người đó sẽ đi vào lịch sử anh hùng dân tộc thiệt á. Tại vì cái đó là sẽ không, sẽ giết chết hết một nước Việt Nam 100 triệu người bởi cái xác bị chấn ém ngay đó, bị Trung Quốc nó làm phong thủy á, nó chấn ém. Cho nên ai mà đi vô đó một lần rồi thôi, đi ra ổng xuống địa ngục luôn, hoặc là vô khám Chí Hòa luôn á. Hay là bị đốt củi đốt lò. Quỷ Long Hành chẳng kể thần tiên, chờ khi đá nổi lông chìm. Đá tức là tưởng như thật là nước Đài Loan, Long là Mao Trạch Đông, là Trung Cộng. Thì bây giờ mình thấy Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới là nổi quá trời nổi, còn Trung Cộng á bị cả thế giới tẩy chay quá trời chìm. Bây giờ thấy câu này đúng không? Chờ khi đá nổi lông chìm, chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi. Cứ nghĩa là 6 triệu người Việt lưu vong khắp hải ngoại sẽ tự động đi về nước Việt Nam. Chúng ta đừng đặt để ở ngồi ngay đây, nước Mỹ này, Bắc Cali, thành phố San Jose, Vietnamese Town này là có sứ mệnh của Đức Thầy gửi cho chúng ta qua đây, cha mẹ Thượng Đế gửi mình qua, để mà sẽ có một ngày mình về, chứ không phải mình ở đây rồi mình bỏ xác ở đây. Con cháu mình nó vẫn lớn lên rồi nó vẫn về, cũng như người Do Thái vậy đó, về xây lại chim hiền bề xuôi mà. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, tức là sau này có một người thủ lãnh, gọi là khi người nhân thập đi về, cây tả hữu hò trì cây cỏ của hành binh. Trong sấm cơ hàng nghìn năm mới gì nói sau này có một người đứng lên, người hải ngoại cũng thương, người quốc nội cũng thương, cộng sản cũng thương, quốc gia cũng thương. Thì là có cái câu mới gì nói là khi người nhân thập là thập nhân thập toàn đó, đi về tả hữu, tả là gì bên Việt Nam, hữu là hải ngoại. Mình cũng hay giải thích là tả là cộng sản, hữu là HO, tả hữu phò trì cây cỏ cũng hành binh, tức là ai cũng thương hết. Thì người đó
sẽ là lãnh đạo của nước Việt. Thì câu này nè: chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám thiện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Cái bài này năm 1979 Đức Thầy viết. Thì thời đó đạo Thiên Tâm mình có ai biết không? Đạo Thiên Tâm mới ra 27 nha quý vị. 27 lúc đó cha với mẹ lên Thiên Long Sơn, ngồi có cả triệu hàng vạn chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần, đủ chư Phật trên bầu trời hết, mấy rồng phụng bay đầy núi Thiên Long Sơn. Thì cha mặc áo lông bào màu đỏ, mẹ mặc áo lông bào màu vàng, kiệt quỳ ở đó. Thời ngày 16 tháng 3 năm 2017, tài danh sắc thực thì, con mà đụng tới là con quỷ sát. Tại nhẫn là lúc đó là bắt đầu cơ vận, bắt đầu suy chuyển rồi, là tam thu mấy bài nói như vậy. Thì từ đó thì không có xài tiền lớn nữa nghe quý vị. Bây giờ có nhiều người hỏi: ủa sao anh còn chạy chiếc Rolls Royce à? Ủa cái đó tao mua năm 2010, năm 2017 khác rồi, cái nào sau 2017 nha. Cái có người nói: ủa sao anh còn đeo cái đồng hồ xịn vậy? Hay cái này là mua trước 2017 nha. Thiệt má. Nó có hai giai đoạn trong đời Kiệt. Năm 2007 là Kiệt có đóng đồng hồ sen, rồi cho hết, cho hết mấy thầy Tây Tạng với thầy Việt Nam, mở cái building làm chùa 2007, là không có giữ gì hết, một đống vàng ao vậy nè, gãi cho hết. Rồi đến lúc mà cưới cái cô công chúa, con của ông Long Cung nè, Ngũ Long Công Chúa nè nè, thì lúc đó ông thầy sắm lại. Thì từ cái giai đoạn đó tới giai đoạn đó là gần 7-8 năm đúng không? Thì sắm lại đến năm 2007, quảng hồn giơ tay thời tiếp. Tới ngày hôm nay không có xài sang nha. Thầy sang mua đất ở bên Houston hay làm này làm kia trong tương lai á, là phải lúc nào xài tiền. Thì bây giờ phải nghĩ là cho chung với nhau á, chứ không có cá nhân nữa. Cho nên nhiều người thắc mắc hỏi là mình giải thích luôn trên mạng luôn. Tại nói này trên mạng người ta nghe đúng không? Là thiệt á. Đọc tiếp: hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Thì lúc đó Đức Thầy mới kêu tất cả những người sau này mà mang họ Thiên á, là quý vị quý vị trên trời đã biết cái cơ vận đến năm 2023 này họ Thiên đã lan tỏa khắp thế giới tại đạo của cha mà, rồi cộng với lực của mấy chư thần gia hộ với mấy Bồ Tát Phật rồi gia hộ. Thì ngài nói đến cái thời mà chiến tranh Biển Đông, rồi chiến tranh Trung Đông, rồi bệnh Covid á, cái này trước khi Covid ra đời mà, thì chỉ có đọc kinh ngồi thiền, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô, ngồi một chỗ hướng về Đông Bắc khánh xin cái họ Thiên thì được sống. Thì là cái bài thơ này có nhắc cái đó, chỉ có họ Thiên mới qua nổi cái kiếp nạn này, còn họ khác là phải có đại phước. Thiên tâm nhân nhất tụng nam mô, còn đâu chủ thuyết tam vô. Chủ thuyết tam vô là của ông giảng á, vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc đúng không? Mấy cao đồ, thấp đồ, dưới đồ á của ảo á không có hiểu, nói sao Đức Thầy lập ra đạo ảo, rồi Đức Phật Thầy Trang lập ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi hôm nay sao Đức Thầy lại lập ra đạo Thiên Tâm. Hỏi ổng, sắp sửa ông ra lò ra hỏi đi, chứ giờ mình đâu có biết. Cái này là Đức Thầy lập ra rõ ràng à, chứ mình không có mượn danh nha quý vị. Mình không cần thiết về mượn danh Đức Thầy, là Đức Thầy cũng tuân lệnh của cha rồi. Tôi là con của cha, tôi là người truyền tin, Đức Thầy là người dạy tôi, cũng giống như là về đạo đức là Đức Thầy dạy. Thì ngài sắp xuất hiện là hỏi ngài đi. Cho nên tu quá giỏi thành chấp là vậy đó, cao đồ chấp dữ lắm.
Không phải cao độ này nha. Còn đâu chủ thuyết Tam Vô Ba Thu nói tiếp sóng to bủa tràng. Đáo Bồ Đề giặc tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai. Cho nên bao nhiêu thiên tai lũ lụt hạn hán của nước Việt đến ngày hôm nay á, là cũng nằm trong cái câu này. Pháp nạn mùa nè, chịu khó chịu tai. Lúc mình cần nước thì mấy cái vùng làm lúa không có nước, lúc mình không cần nước nó quá trời lục, hiện giờ bả nó không có thu hoạch được gì á thì mới có nạn sắp sửa đói á. Pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có vay. Thiên cơ đã định có thai khó lường, tức là thiên cơ đi hàng nghìn năm như một cuồng phim. Thì mấy vị coi trước, mình đang coi sao, sẽ không bao giờ thay đổi, nó đi từng lớp. Chỉ có những người mà cờ tàn mà lại tính đường để xe đó, những người mà giống như mình kể có ông cấp cao mà lên núi, mình ngồi mình nói chuyện tâm linh, nói chuyện cơ trời đó, mình cho những cái ví dụ, những cái hiện tượng đang xảy ra dậm trăm thế giới, Putin đi đến ngõ cục Trung Quốc chia năm thế vậy, thì mấy cái đó họ không giải thích được, họ nín thinh thôi. Nhưng mà cái lòng tin vẫn không có. Tức là mình giống như kiểu bữa chồng không ngồi trên hội trường á, chỉ là nín, đâu phải nín là câu trả lời đâu, nín là chịu thua đó, đúng không? Quý vị có đồng ý không? À, nín là chịu thua với ông trời. Mình không có giỏi đọc cái màn hình khi chuyện xảy ra rồi, nhưng mà mình đã nói trước 5 năm rồi, họ không có giải thích được. Nhưng mà chưa chắc họ không giải thích được mà họ lại tin mình. Cái là khi mà cái tâm mà không có vững, không có đủ phước, sẽ không bao giờ hiểu được Kiệt nói cái gì. Cái âm thanh của Kiệt cứu hàng triệu, có thể hàng tỷ người luôn, nếu mà họ nghe được. Tại âm thanh này có điển nha, karaoke hay là đọc kinh, đọc kinh nó còn hay hơn nữa. Còn karaoke cũng vậy, thì mình độ những người hổng thích nghe nhảo là kiểu này, thì ca nhiều lúc nó ngồi nhậu nhậu bấm đại vô đúng ngay channel mình ca, rồi nó điểm người vô đầu nó bớt nhậu hay sao, khoái. Từ lúc nó khoái không rồi nó nghe 513 câu nhảo rồi, phải không? Rồi từ từ mới độ được. Thì áp dụng đủ căn cơ là vậy. Nhưng âm thanh của Việt là có điển cha mẹ cho để mà độ chúng sanh, là vì con người thời nay bị tà trượt nhiều. Thứ nhất, âm khí nó nhiều quá, 20 mấy triệu người, trung trọng chết 20 mấy triệu người. Trên thế giới con số là 7 triệu, nhưng mà thật sự con số mà chết chính thức khoảng là trên 30 triệu người. Từ năm 2019 tới giờ, nhân loại chưa bao giờ trải qua cái khổ nạn, chỉ có 3 năm là gần 30 triệu người chết. Cả thế giới hôm nay ai cũng thất nghiệp, tại vì hai thách nó cấm vận không cho kinh tế nữa. Rồi giá xăng chưa bao giờ lên tới $7 một gallon. Hồi đó kiểu ở đây có 35 cent gallon, bây giờ 7 đồng đó quý vị. Cũng chứ không, bây giờ mình xuống đây á, nó bán tô phở 20 mấy đồng. Hồi xưa rồi qua Mỹ tô phở có 2 đồng, không có tiền ăn, 3 năm sau mới ăn được tô phở. Mà vậy bán mất tới 10 lần luôn. Với cơm 10 mấy đồng, hồi xưa với cơm có 3 đồng không ai ăn nữa. Cái gì cũng mắc gấp 10 mấy lần hết. Đọc tiếp, nó hỏi là vấn đề pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có vay. Thiên cơ đã định khó thai khó lường, thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước. Bây giờ mình thấy tất cả nước Việt Nam là nhiễu nhương khắp nước rồi, tỉnh nào cũng thất nghiệp. Ở ngoài trung ương thì không có đoàn kết, đấu đá lẫn nhau, đốt củi đốt lò. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước. Cái chữ khắp nước này theo Kiệt nghĩ là bề trên viết là khắp cả thế giới luôn, nước nào cũng lăn băng hết. Mỹ này lộn xộn nhất, vụ mà phiếu, vụ Biden, rồi chuyện Biden trắng thành đen, rồi ông Trump không có tội mà kết tội ổng, cứ nghĩa là dán nhãn cho ổng. Còn con ổng thì laptop rõ ràng mà không hạch tội, vô Mar-a-Lago gì có ổng lục soát, trong khi nhà ổng một đống dữ kiện bí mật. Quý vị thấy tức cười không? Rồi bà Nancy
đứng trước mặt của người ta xé ra giấy phạm thượng. Cái thế giới nó đảo điên. Thì bây giờ cái câu này nó áp dụng nè, là như nước Việt tự nhiên có ông tổng thống, cái con ông chỉ một cái là phải lặng lẽ đi xuống truyền thấy nhiều nhiều năm, chưa bao giờ có trong lịch sử loài người. Và hai ông phó thủ tướng đang làm việc giỏi, chỉ một cái đi tà te đi về giường cũng hơi vô lý nữa. Thì ở đây cái gì mới nói nè, thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, quán tu thân mới được chứng tri. Nghĩa là mình phải gán thay đổi, chỉ có một đường để đi duy nhất mà nghe thường nói, chỉ ngồi thiền đọc kinh và biết về cha mẹ. Tu kiểu nào cũng được, tu kiểu Công giáo, Hồi giáo hay Phật giáo hay là Ấn Độ giáo cũng được, đừng có tu Ma giáo rồi đó. Không, nó có tu Ma giáo nữa đó. Còn đâu những đứa vô nghi, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Những đứa vô nghi á, là năm loại. Thứ nhất, giác mã tấu chạy vòng vòng. Thứ hai là con chim quá ngoan đạo. Hồi đó ta dạy nhà ngươi, bây giờ nhà ngươi thấy tượng ta nhà ngươi lại, mà thấy mặt ta nhà ngươi chửi. Cho nên là cũng là vô nghi đúng không? Chửi vô nghi. À, rồi Phật tử bị mấy ông thầy thầy quốc danh á ngậm ngãi giải pháp và giảng pháp mê mấy ổng. Còn mình nói về cha về mẹ, mình nói Phật Di Lặc sẽ ra hạ phàm ở cái thời tận thế này, mấy bà Phật tử là người chửi mình nhiều nhất, không tin. Có phải là vô nghi không? Cho nên uổng một đời ăn chay, uổng một đời đi chùa, tốn biết bao nhiêu tiền cho mấy ông thầy, cuối cùng làm gì? Sách giỏ dưới cầu chung với mấy ổng. Ghê không? Mà vẫn chưa có tỉnh mộng á. Đó là những đứa vô nghì. Thêm loại nữa, mấy anh mới kiến cận. Mấy anh không có tin tận thế, mấy anh không có tin Phật Di Lặc hay Chúa Giê-xu xuất hiện. Năm loại á. Rồi còn cái đảng viên giàu có thì khỏi nói rồi. Họ cứ nghĩ họ có tiền là họ ngon à. Hồi bữa Covid á, vé máy bay 5-6 ngàn vậy qua chỉ chích mũi thuốc đi về. À vậy mà cũng làm được. Trong khi á, người ta đói khổ 500 đô không có. Tại vì ở Sông Phan á, nó chích Covid mũi phi, mà chỉ có Mỹ mình mới chích mũi Moderna hay là Pfizer phải không? Mà chích mũi đi về. Quen mấy thằng làm vậy không? Rồi để cho dân chích Trung Cộng. Mấy ông lãnh đạo không á, qua đây là chỉ chích mũi này đi về thôi, lén lén vậy đó. Còn để dân thì chích Trung Cộng với mấy viêm que quẹt của Trung Cộng cho dân chết chơi vậy, tao sống. Không có công bằng gì hết trơn. Còn đâu những kẻ kinh khi Phật trời, nay ta giáng lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu. Quý vị có bây giờ có tưởng tượng Phật chỉ có nhìn Phật thì coi cùng phim trước thì mới biết lúc nào mình ở Mỹ, rồi thành lập ra một cái cộng đồng lớn mạnh nước ngoài thì mới có câu là các con dù trời Mỹ trời Âu. Chứ thời xưa làm gì mà biết là mình đi bên Âu Châu, Úc Châu rồi Mỹ Châu. Các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông Pháp Phật nhiệm màu. Trời Đông là ở hướng Đông, Đông Nam Á là nước Việt. Mà cái câu này á, từ thời của ông Lưu Bá Ôn bên Tàu hay những sấm cơ của Tàu Giá Cát Lượng rồi đó, thì người ngoại quốc á, họ nghiên cứu, họ nói sau này là Phật sẽ xuất hiện ở phương Đông, thì họ cứ nói là China là Đông, nhưng mà nước Việt cũng là hướng Đông. Chúa Giê-xu xuất hiện ở nước Việt, mà trong sấm cơ của bên Do Thái với của Mỹ này nè, của bà Venerga hay là của Notre Dame á, thì nói hướng Đông là cứ nghĩ là Tàu mà. Tại vì xưa họ không có biết rành về nước Việt. Biển Đông là cứ nghĩ là biển của Tàu, nhưng mà Phật đâu có vô nước Tàu nữa. Thì bây giờ mình là người Việt, mình biết rồi đó. Nước Việt nhỏ nhưng mà có giỏ đó. Trời Đông Pháp Phật nhiệm màu, tức là nước Việt ở biển Đông có một cái đạo, đạo Thiên Tâm Phật giáng trần ở nước Việt. Trời Đông Pháp Phật nhiệm màu, quy về một cõi hẹn câu tao phùng quy, tức là
tất cả trên thế giới quy trở vô hết, trở về hết. Hẹn câu tao phùng là câu tao phùng đó là ngày nào không? 2023. 90%, 90% này vỗ tay cho đã đi. 10% cái cha đổi ý cái vào chửi mình à, ha. Hay tôi nói rõ là 90%. Tại vì mình cũng mong, tại vì bữa hồi trước Tết đó đứa thầy ơi, sắp rồi đó con, thì mình nghĩ mình nói là sau Tết á, quy về một cõi, hẹn câu ta phùng. Một cõi là cõi nào? Là chỉ nước Việt thôi, miền Nam Sài Gòn núi Cấm thôi. Quy về một cõi, hẹn câu ta phùng. Nhưng mà có cái mất bức cười nữa, mà chân mà bắt cho ở ngoài bắt đó tôi á, núi đá thẳng đẹp đồ này cỏ này, sao chọn cái núi thì thấp chủng xấu quắc mà năm non bảy núi ta đâu biết. Tại vì núi ở dưới kia nó có nhiều vàng, nhiều kim cương, nó cung vàng địa ngọc nó khác, còn núi đá bự trình định nó chưa chắc là ngon. Nhưng mà khi cái nghĩa của người ta mà chấp á, người ta so sánh kiểu nào người ta cũng so sánh hết. Quy về một cõi, hẹn câu ta phùng. Vua hiền với tôi chung hợp nhất, nước Việt sau này có vua đâu quý vị. Nếu không có, đức thầy không bao giờ viết câu này. Và trong Xuân Hạ Tác Cuồng Thư, hay là trong kinh của sư Giải Bám Khoai, hay là ông Sấm Cạn Trình cũng nói nữa. Bảo Sơn Thiên Tử Xích, tức là Thiên Long Sơn đó, Thiên Tử Xích. Nhưng mà bài thơ nào quý vị cũng nói là có vua hết. Mà bây giờ mình nói hồi sau này nước Việt là quy cổ Việt Kim á. Cổ tức là vua đó không, Kim tức là bí thư với tổng thống đúng không. Mà bây giờ mình nói kiểu nào không ai hiểu, thì cái đó là mình coi sao, phải có vua không. Vua hiền với tôi chung hợp nhất, nghĩa là những người tốt á thì mới ra phò chầu Minh Chúa, tạo cơ đồ trung lực quốc gia để gây dựng quốc gia. Chào á là đạo của ta, hoằng thai chánh pháp Phật Bà thưởng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang, ba ngôi có Chúa rõ ràng. Cái câu này á mình phải phân tích, nghĩa là đức thầy nói Chúa Giêsu cũng đang đầy ba ngôi có Chúa rõ ràng. 10 phương hữu Phật vẻ vang tương hòa, thiền bát nhã Phật Bà ngự trước, Phật thánh tiên lần lượt giáng lâm. Giáng lâm tức là phải đầu thai làm sắc phàm, có vị đầu thai làm sắc phàm làm lịch sử nhân loại, có vị mượn xác nửa chừng. Mà những người mà có sức mạnh lớn á là phải chịu khổ, từ như kiểu Phật Thích Ca phải sanh ra đàng hoàng, như kiểu Thiên Tấn Kiệt cũng vậy, là phải có xác phàm chứ không phải đi mượn của người ta. Nhưng mà những vị Phật thánh tiên á là mượn những cái xác gọi là có căn tu á thì cũng có, để sau này nó mới có gọi là nhân chứng của quả địa cầu này. Phật thánh tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm, người hiền, nhân lành gieo khắp, nghìn năm cứu đời. Cái đạo thiên tâm nó sẽ lưu truyền tới 2-3 nghìn sao, sẽ thống nhất toàn thế giới này một đạo. Sau này nhà nhà sẽ không còn cửa nẻo nữa, các quốc gia không còn ganh giới, không còn hận thù, không còn chế bom đạn nữa, mà chỉ ăn hiền ở lành và tu. Và đồng thời sẽ đi khắp vũ trụ ngoài kia để mà tìm được những cái hay chung. Đó là trong tương lai của thời vàng kim là như vậy. Con người sẽ tìm ra những cái loại thuốc trị những cái bệnh nhưng ngày hôm nay mình không có. Nó giống như bệnh sida ngày xưa đúng không? Là bệnh là chết, ai nghe sida có thời gian mình nghe mình quảng hồn. Nhưng mà hôm nay sida là thường, thì cái con Covid này mai mốt cũng là thường. Tại những cái gì mà xảy ra trái đất mình, nó đã xảy ra những cái thành tinh của người UFO hết rồi, họ công thức hết rồi, họ cũng là người release cái vaccine cho mình chích á.
những ngày đầu á thì chuyện nói là có thuốc trị đó là bề trên có nói. Thì nếu mà ai coi kỹ những cái clip thời xưa chuyện nói đi, từng chi tiết từng tháng chuyện nói trúng hết trơn nữa. Mà hồi xưa tiên tri và Vanguard Notre Dame nói chỉ là những đề tránh thôi, mà nói hàng nghìn năm. Còn này mình nói xảy ra 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, mình nói chi tiết bất cứ chuyện gì. Vậy mà chúng sanh vẫn còn ngủ, vẫn còn nhiều đứa vô nghì quá, không hiểu. Nhân lành gieo khắp nghìn năm cuối đời, nay ta tạm bế cơ chờ đến thời cơ sao đón lệnh pháp truyền.